Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang đứng cạnh cây bồng bon Thái nè, đang cho trái luôn ha. Đây là những cái chùm bồng bon đây nha bà con. Khi nó chín thì nó sẽ ra trái màu vàng giống như vậy nè, khi nó sống thì nó còn màu xanh, nhìn nó cũng giống như chiếc sung vậy ha, nó đu đu ở trong cái thân nó đu ra ha. Bồng bon Thái thì chúng ta ăn, thứ nhất là nó sẽ ngọt hơn nè, cái thứ hai nữa là nó sẽ ít mủ, còn cái thứ ba nữa cái hạt nó sẽ nhỏ hơn nha bà con, và năng suất nó sẽ cao hơn nữa. Một chùm bồng bon giống như vậy có thể là từ 300 gram đến 1 kg luôn nha, thì theo quý bà con chúng ta chăm sóc ha. Nếu như chúng ta trồng cái cây bồng bon Thái cây nhỏ nha, mà đến khi mà cái cây mà nó cho trái giống như vậy thì tầm khoảng là từ 3 năm đến 4 năm ha, tùy theo quý bà con chúng ta chăm sóc và tùy theo khu vực nữa nha. Còn đây là những cái chùm bồng bon nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không, nó đu nẹo hết trơn luôn nè, nó lưu tới trên luôn, tới trên ngọn tút tút ở trên luôn ha. Và cây đó đang cho trái và nó cũng đang ra hoa nữa nha bà con. Đây là những cái hoa của cây bồng bon đây. Đây. Đó, đây này ha. Đây là cái hoa đây nha bà con. Quý bà con chúng ta không biết cái hoa là cái như thế nào, nó cũng giống như cái vỏ cây vậy đó. Nhiều khi anh chị không biết đâu. Nó mọc ở trong cái thân nó ra nó xì xì. Ở đây là một chùm hoa, hai chùm hoa này ha. Bên đây nữa nè, bên đây thêm chùm hoa nữa nè. Đó. Những cái cục u lên như vậy là cái hoa của nó. Ở trên càng nhiều đó nha bà con, ở trên hoa nhiều lắm. Giống như chúng ta ăn hết được cái này thì cái hoa nó sẽ tưởng thành trái tiếp theo nữa nha bà con. Nó bung bung ra ra giống như nè. Nó bung bung ra thì nó sẽ xì xì xì, hoa ở trong nó sẽ xì ra ha. Đây nữa nè. Ui, đây nhóc luôn nè. Đây nè. Hả? Đây. Ha, đây nè. Nhìn nó cũng ngộ ha, nó đen đen. Nhìn cũng khó thấy, khó phân biệt quá ha. Đó. Ha bà con, đây là cái hoa của cây đó nha. Nên trồng bồng bon một năm nó sẽ có một vụ thôi, nhưng mà một vụ trái chúng ta ăn rất là lâu nha bà con. Hết cái này thì nó sẽ ra hoa, nó sẽ truyền trái tiếp theo nữa nha. Đây là cái vườn này Ly trồng mẫu nè, trồng được khoảng 20 mấy cây ha, 20 mấy cây. Thì cũng có nhiều anh chị mua cây to, cây to thì Ly cũng có cây to nữa nha. Nếu anh chị nào chúng ta thích trồng cái cây to hơn thì Ly vẫn có nha. Anh chị chúng ta thích trồng cây như thế nào thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Trái này nó chưa chín hung, chín đợi vàng nữa nha bà con, đợi cho cái vỏ nó ngã ra vàng mà vàng hơi sậm lại á thì chúng ta ăn thì nó sẽ ngon hơn nha. Rồi quý bà con chúng ta lưu ý khi trồng bồng bon, khi nó ra trái thì chúng ta cắt chừa lại một tí xíu cái cuống nó đeo trong cái thân nha. Nhiều khi mấy quý bà con chúng ta mà cầm cái này nè lãi ha, nó bị xước cái da là mùa sau nó sẽ bị giảm năng suất lại nha bà con, là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai nữa thì chúng ta đừng có trực tiếp leo trên cây giống như vậy, tại vì cái hoa nó mọc trong cái thân, hoa nó mọc trong thân giống như vậy ha, nó đu sát sát như vậy nè. Chúng ta không biết, chúng ta đạp ha, đạp thì nó sẽ bị giống như là nó sẽ bị tuột da, tuột cái da này thì nó kèm theo là nó sẽ bị gãy hoa luôn, thì cái năng suất trên cây của chúng ta không có luôn. Tại vì cái hoa nó màu, cái màu nó giống như cái vỏ cây giống như vậy nè, nó nằm ở trong cái vỏ cây giống như vậy nè ha, nó mọc ra nha bà con. Nên quý bà con chúng ta thu hoạch bồng bon thì chúng ta nên bắt ghế hoặc bắt thang chúng ta hái nha. Đó, đây là cái cây bồng bon nè. Còn cái cây bồng bon này thì quý bà con chúng ta trồng chen canh vô khu vực mà giống như là vườn bưởi nè, vườn dừa này ha, vườn măng cụt nè, vườn sầu riêng cũng được luôn nha, vườn mít cũng được luôn. Tại vì bạn này nó chịu, giống như nó chịu bóng mát, nó chịu bóng râm á, nên chúng ta trồng chen canh vô cái vườn mát giống vậy thì cây nó phát triển tốt. Còn anh chị mà chúng ta mà trồng riêng biệt nó ha, thì anh chị phải che lại nha, che nắng lại. Cái lá nó rất là mẫn cảm với nắng ha, quý bà con chúng ta lưu ý những cái điều trên nha. Còn khoảng cách trồng cái cây bồng bon thì từ cây này cách cây kia là khoảng cách là 4 mét là hợp lệ nha bà con. Thì ngày hôm nay đi đang đứng cạnh cây bồng bon Thái. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại trên. Bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì có hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con chúng ta đầu tư luôn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.